Xin chào các bạn. Hôm nay là mình ăn muỗng mấy cơm chưa lấy. Hôm nay là mình ăn cá sốt cà. Và đây là canh bao tử hầm tiêu có lưỡi heo, có rau mùng tơi và rau cải cúc, nhưng tất cả nó đã teo lại rồi đó. Mấy bạn thấy thịt nhiều không? Đây mình đang ăn tăng cân. Đây là món của mình. Còn đây là món cá kho cà. Tại vì cái này mình cho nước tương và dầu hào nên cái màu nó hơi tối. Còn cái này mình sẽ không phi hành trước, cũng không phi tỏi trước, không có dầu mỡ, mà mình chỉ bỏ cá vô, bỏ cà vô, bỏ hành băm vô, rồi các gia vị như là hạt nêm, nước tương, một xíu nước mắm bằng lượng như thế này thôi đó. Rồi mình kho 20 phút lên là có nồi cá như thế này. Và mấy bạn thấy mỡ cá nó ra không? Lỏng mỏng, mỡ cá nổi ở trên. Cá này là dễ ăn tại vì là nó rẻ, nó chỉ có 60 ngàn một ký thôi. Và nó rất là nhiều thịt, nó còn là thịt trắng nữa. Các bạn nữ ăn sẽ rất tốt cho ngực và da. Đây là món thịt đó. Mấy bạn thấy mình hay ăn món này đúng không? Tại vì mình thích ăn cái này. Đây là món của Ryan. Và Ryan đang ngáp. Ryan sau khi ăn xong cái này, các bạn có thấy là mặt Ryan dạo này nó to, nó mập, nó tròn, nó mỡ không? Đó, có nọng rồi kìa mấy bạn. Cái cổ nó rụt lại luôn. Đó. Cái tội lười tập. Rồi. Thôi tuần tập 6 buổi còn lười gì nữa. Tập 7 buổi luôn á. Lịch bao nhiêu buổi? 12 buổi. Thấy nhục chưa? Ai biết lịch đó đâu phải anh đâu. Đăng lên fanpage đồ các kiểu. Rồi đây mình cho các bạn chiêm ngưỡng nồi cá. Và các bạn ăn làm sao nhỉ? Đó, chúng ta chỉ ăn nè. Ăn đi, đây là mỡ cá chứ không phải dầu nên không lo. À nè, chỉ bị mặt mỡ mặt một chút xíu thôi nhá. Cái còn tay nè vẫn không có mỡ này, thấy không? Đó. Nếu anh còn tính để cái mặt anh nọng ra như cái con mà ăn thử thách thịt mỡ chiên rồi uống trà sữa hả? Rồi các bạn đừng có để cái mặt xấu như Ryan nha. Con gái mà cổ rụt vô mà ngấn mỡ như vậy là không có ai yêu đâu. Cổ con gái là phải dài một chút. Đeo dây chuyền mới đẹp. Mặc đầm, mặc áo hở, áo dây, áo vai rồi các kiểu mới đẹp nha. Đó, đừng có mở màn như thế này. Vê cái gì nổi anh. Bye bye các bạn. Rồi, chúc các bạn ăn ngon miệng. Và nếu các bạn muốn biết công thức nấu thì hôm sau mình sẽ quay clip cho các bạn xem nha. Tạm biệt.